Google Z kỳ 27, xác sống sải bước đáy biển. Tôi đứng cạnh bên Azeisa trên bãi biển, nhìn về tàn dư mục nát từng là những con tàu hết đỗi tự hào. Vì chính phủ không điều động vốn tháo dỡ và vì thời gian cũng như điều kiện khiến sắt thép chỉ xếp sau thứ bỏ đi, nên chúng vẫn cứ lặng im tưởng niệm một cuộc tàn sát mà bãi biển này từng chứng kiến. Họ nói với những gì xảy ra tại đây chẳng phải là chuyện lạ, vì trên toàn thế giới nơi đại dương chạm mặt đất liền, con người ta ra sức bám víu lấy bất cứ thứ gì trôi nổi nhằm giành giật cơ hội sống sót ngoài khơi. Tôi chưa từng biết tới Alang, cho dù cả đời sống gần Hafnaga. Tôi từng là một gã quản lý văn phòng, kẻ bốc mùi tri thức từ cái ngày bước chân ra khỏi trường đại học. Việc duy nhất tôi phải động tay là gõ bàn phím và chẳng phải tốn thêm công sức từ khi phần mềm nhận diện giọng nói ra đời. Tôi biết Alang là một bến tàu, lý do cho việc tôi hướng về nó đầu tiên. Tôi chờ đợi trước mắt hiện ra một khối kiến trúc khổng lồ, bủa vây bằng những cầu tàu cao lớn vươn tới những bến bờ an toàn. Chỉ có điều mọi thứ hoàn toàn ở hướng đối nghịch, Alang không sản xuất tàu, nó xử tử chúng. Trước thời chiến, nó là một trong những bãi phá hủy hàng nhất trên thế giới. Tàu từ cả nước được mua bởi những công ty phế liệu Ấn Độ, chuyên chở tới đây để rồi bị bóc lớp, cắt gọt, tách rời cho tới khi thành những mảnh kim loại vô dạng. Những con tàu tôi thấy chẳng phải là những kỳ quan chở khách đầy hàng, những cỗ máy hoạt động trơn tru ổn định, mà thay vào đó là những cái xác trần chờ ngày chết. Không xưởng tàu cũng chẳng đường trượt, Alang chỉ là một dải cát kéo dài, hình ảnh một cảng biển này cũng sạch bóng. Quy trình tiêu chuẩn là cứ việc lao thẳng con tàu lên bờ cát, đặt nó ở đó như cái xác cá voi trôi dạt. Tôi nghĩ cơ may sống sót lại nằm ở vài chục chiếc mới tới, đang neo đậu ngoài khơi, những chiếc mà vẫn còn đội thủy thủ nòng cốt với chút ít xăng trong khoang nguyên liệu. Veronique Dimas, một trong số những con tàu đó, đang gắng sức kéo người anh em của mình ra khỏi bãi cạn. Những sợi dây thừng, dây xích buộc cầu thả trên mình chiếc APL Tulip, con tàu chở container của Singapore nên thân mình đã bị cắt gọt ít nhiều. Tôi đến ngay lúc Dimas nổ máy, sụp lên lớp bọt trắng xóa và kéo căng những hàng dây. Tôi nghe thấy vài chiếc dây thừng yếu ớt đứt vang trong không gian như tiếng súng đạn. Mấy sợi dây xích thì tỏ ra mạnh mẽ hơn, trụ vững còn hơn cả thân tàu. Chắc hẳn quá trình đưa Tulip lên bờ đã khiến xà lan hư hại nặng nề. Đoạn chiếc Dimas bắt đầu kéo, tôi nghe thấy thứ âm thanh gì đó vang lên kinh hãi, thứ tiếng kim loại nghiến ken két vào nhau, ăn sâu tới tận óc. Chiếc Tulip lập tức bị bẻ thành hai nửa, phần mũi nằm trên bờ, phần đuôi lao xuống lòng nước. Người ta bất lực nhìn mà chẳng thể làm gì hơn, chiếc Dimas đã phóng lên với tốc độ đạt đỉnh, kéo phần đuôi của chiếc Tulip lộn vòng, chỉ mất tăm chỉ trong tích tắc. Hẳn phải có hàng ngàn người trên tàu lúc đó, ngập trong những cabin, những hành lang hay từng mét vuông nơi bong tàu lộ thiên. Tiếng gào thét thống thiết của họ bị bóp ngạt bởi bóng nước bập bùng. Tại sao những người tị nạn không chờ lên những con tàu đã cập bến, kéo cầu thang và ngăn cách mình khỏi đám thây ma? Anh đang nói trong lúc bình tâm, anh chẳng ở trong cái đêm đó. Bến tàu tràn ngập bóng người, hắt lên bằng những ánh đèn lập lòe, kéo dọc vùng nội địa cho tới những đường bờ biển. Hàng trăm người ra sức bơi tới những con tàu đậu ngoài khơi, sống bóp ngạt những ai không tới được đích đến. Hàng tá những chiếc thuyền đỏ như con thoi qua lại, len lỏi từ bờ biển này cho tới những con tàu lớn. Đưa tao tiền, số thì nói, đưa mọi thứ mày có thì tao mới cho lên. Tiền vẫn còn giá trị lúc đó sao? Tiền, thức ăn hay bất cứ thứ gì được coi là giá trị. Tôi còn thấy có số thủy thủ chỉ muốn phụ nữ, những cô gái trẻ đẹp, có số thì chỉ lấy những người da sáng màu. Những thằng khôn di đuốt sát mặt người ta, chỉ mong loại ra những kẻ đen đúa. Thậm chí tôi còn thấy một gã thuyền trưởng vung vẩy qua lại khẩu súng mà gần cổ. Không lấy bọn ngoại lai, không lấy bọn tạp máu. Ngoại lai, tạp máu, gã khốn kiếp nào vẫn còn nghĩ như thế cơ chứ. Đây là đoạn điên rồ nhất, có người thực sự quay đầu bỏ đi khi nghe lời gã nói. Anh tin được không? Tôi chỉ đang kể những ví dụ cực đoan khốn nạn hàng nhất, anh hiểu chứ. Cứ mỗi gã làm tiền, trục lợi, cứ mỗi kẻ tâm thần bạo ngược đáng khinh, lại có 10 người tốt với lương tâm chẳng hề vấy bẩn. Biết bao ngư dân hay chủ thuyền có thể tháo chạy cùng gia đình, nhưng chọn liều mạng sống, đối mặt với hiểm nguy mà quay đầu trở lại. Anh hãy nghĩ những gì mà họ đã đánh đổi, bị giết chết để đoạt thuyền, mất cả giữa những lớp tàu bè chen lấn, hay ăn tươi nuốt sống bởi đám thây ma vật vờ lòng biển. Nhiều dân tị nạn cố bơi tới những con tàu và hóa xác sống ngay sau khi bị chết đuối. Cơn thủy triều tầm thấp vừa đủ sâu để nhấn chìm kẻ kiệt sức, vừa đủ nồng để đám zombie thẳng người với tay. Azeisa liệu có sống sót qua khung cảnh hoang loạn cùng cực tại bờ biển Ấn Độ? Hãy cùng tìm hiểu trong kỳ sau của Google Z.